our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Hello, xin chào cô chú anh chị gần xa thương mến. Mình xin lóc đang bán ở chùa Sà Lôn. Ở đây cũng xã Sà Lôn rồi cả nhà, huyện Di Tôn, tỉnh An Giang. Mình review cho cả nhà xem rồi cả nhà. Mời cả nhà cùng theo dõi kênh Nguyễn Sĩ Lóc mình nha cả nhà. Đây là đường lên chùa Sà Lôn cả nhà. Bữa nay là vô Tết của người dân tộc Campuchia nha cả nhà. Để chút nữa Nguyễn Sĩ Lóc lên chỉnh review cho cả nhà xem ngôi chùa đây vô những ngày Tết như thế nào cả nhà. Hello cả nhà, Nguyễn Sĩ Lóc có mặt tại chùa Sà Lôn. Bữa nay là vô Tết của người Campuchia nha cả nhà. Cũng là Tết Khmer người Campuchia. Đẹp không cả nhà? Nhà thấy đẹp không? Chùa Sà Lôn nha cả nhà. Có cây bồ đề mà làm giả mây gan thiệt cả nhà. Con này mới làm chưa xong nha cả nhà. Mà mấy tượng Phật rất là đẹp. Có hai vị chỉ thằng hai bên thôi cả nhà. Đẹp không cả nhà? Bên cả nhà. Nè em quay lên YouTube chưa? Này là trò chơi nhân gian nha cả nhà. Trở về tuổi thơ. Còn trong đây các sư trang trí chùa rất là đẹp nha cả nhà. Cái này là vô lễ nha cả nhà. Chùa này là chùa Sà Lôn. Rất đẹp cả nhà. Đây có dàn nhạc sống nha cả nhà. Đi xe máy không? Đây là nhạc sống nha cả nhà. Cái sư trang trí rất là đẹp. Trên đây không biết có tài dân để mua bán không? Có, đây là tài dân để mua bán nha cả nhà. Đó. Nước nôi, đồ ăn, đồ uống. Đây. Này dàn nhạc sống nha cả nhà. Còn đây chỗ này là để ta nhảy lông bông á cả nhà. Chỉ dàn đẹp không cả nhà. Dừa, mít, khóm, xoài, đủ các cái cả nhà. Trang trí xe ngựa rất là đẹp. Có hai chiếc xe ngựa hai bên. Xe này xe cổ rồi các bạn. Hai xe này xe dừa. Có để ra hai buồng dừa nó các bạn. Còn bên đây thì trang trí dành đẹp không các bạn. Còn phần chánh điện trên trển. Các bạn. Tượng này là tượng Phật Ngọc nha các bạn. À, tượng Phật Ngọc màu xanh nè cả nhà. Đẹp cả nhà. Nhưng có mấy vị bên đây nè. Có nhà bên đây nè. Quá đẹp. 2, 4, 6, 8 tượng. 8 tượng Phật. Rất là đẹp nè cả nhà. Lên YouTube không? Chú đăng lên nè. Không đâu. Không đâu. Thôi lại bắt tay nó rồi anh cứu. Chú. Chú. Đẹp không có nha.
này có hình Đức Phật ngồi ngay cái dù đó nha. Quá đẹp. Bên đây có mấy trang trí mấy cục gươm. Mấy cục gươm trang trí với mấy cái hình ảnh như mấy người tiên nữ. Nhìn rất là đẹp. Mấy không? Này anh bán cả cá viên chiên rồi cả nhà. Có mấy em chơi bắn súng nước. Chơi bắn súng nước rồi cả nhà. Giờ này mà chưa có khách nữa cả nhà, Nguyễn Sĩ Lóc chắc bán bóng chắc ế giống ngày qua nữa cả nhà. Cả nhà xem ủng hộ kênh Nguyễn Sĩ Lóc cho cả nhà, cho Nguyễn Sĩ Lóc một like và một lượt đăng ký nha cả nhà, để Nguyễn Sĩ Lóc có tinh thần và động lực làm video tiếp theo cho cả nhà xem nha. Này hơi đông rồi cả nhà, chùa này chùa Sà Lôn rồi cả nhà, chùa Sà Lôn thuộc địa bàn xã Lương Phi, huyện Di Tôn, tỉnh An Giang. Cái này là Tết của người dân tộc Campuchia rồi cả nhà. Nào lựa đó cô, khủng long nó 35.000, có con này 20 nè, Doraemon 20 nè. Ờ, con Pikachu này 20 nè, con gà ha. Dạ không được. Nào con, muốn gì? Cây này trang trí đèn dòm rất đẹp không cả nhà. Dạ không được. Cây này ta nổi nhạc lên nha cả nhà. Chiếc máy bay đó 35.000 thôi. Con mua cái rẻ tiền hả gì? Cái rẻ tiền là cái này 20 nè. Con mua Doraemon nha. 20 tiếng cam kêu bằng gì? Kêu nhiêu? Tiếng Khmer 20.000 kêu sao? Phay pen. Ở địa bàn huyện Di Tôn này là 20.000 kêu là phay pen. Còn ở trên Nam Giang là 20.000 kêu là bi mên nha cả nhà. 20.000 ở đây kêu phay pen, còn ở Nam Giang là kêu bi mên. Này là mấy có mùa xuân nha cả nhà. Tết cam chiên bữa nay là nhìn là mấy có mùa xuân. Ngày qua Nguyễn Sĩ Lóc lên là không có người nha cả nhà. Nào bóng Nguyễn Sĩ Lóc bán cũng được nha cả nhà. Giờ nó đang ca giống nha cả nhà. Âm thanh ánh sáng nó đang nhảy. Thì mấy em chơi bật bên nè cả nhà. Trở về với tuổi thơ. Chờ bên nè cả nhà. Đó, mấy em đang chờ bên. Còn có chị đó rồi, cũng trẻ về tuổi thơ chơi con bóng cầm khủng long. Đó. Cái này bữa nay mới vô Tết mà vẫn vui rồi cả nhà.
Đứng ở đây chú quay cho. Rồi chú đưa con lên YouTube luôn con.